Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiên Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Real Madrid tiếp tục có trận thua muối mặt trước Real Betis ở vòng cuối La Liga, qua đó khép lại mùa giải bằng cách không thể thảm hại hơn. Zinedine Zidane khiến truyền thông quốc tế xôn xao bởi quyết định gạch tên Gareth Bale thêm một lần nữa, khiến tiền vệ người xứ Wales trở thành kẻ vô hình tại câu lạc bộ thành Madrid. Rõ ràng, thuyền trưởng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tỏ rõ thái độ muốn đẩy tiền vệ sinh năm 1989 rời Santiago Bernabeu ngay mùa hè này. Việc loại Bale khỏi đội hình của Real Madrid 3 trận đấu liên tiếp là minh chứng cho điều đó. Mặc dù vậy, cựu tiền vệ của Tottenham Hotspur lại không hề có ý định rời Road Rancourt. Theo Radio Estadio, Gareth Bale rất vui lòng ở lại Real Madrid dù cho có phải ngồi ngoài nếu anh vẫn nhận đủ 15 triệu bảng tiền lương mỗi mùa. Nếu thông tin này là sự thật, đây được xem như là lời đáp trả có phần trớ trẽn của Bale hướng đến huấn luyện viên Zidane, khi vị trí quốc gia người Pháp luôn xem anh là cái gai trong mắt và muốn thanh trừng càng nhanh càng tốt. Manchester United hiện là đội bóng theo sát từng động thái chuyển nhượng của Gareth Bale. Đội chủ sở Old Trafford sẵn sàng mở cửa đón ngôi sao thất sủng này về thành Manchester. Trong trường hợp xấu nhất, khi mà thượng tầng Real Madrid quyết định thoái loại Bale một cách cứng rắn, ngày đến Man United của tiền vệ xứ Wales đã rất gần. Tiền vệ Toni Kroos đã chính thức đặt bút ký bản hợp đồng gia hạn với Real Madrid vào cho đến năm 2023. Ở mùa giải vừa qua, ngôi sao người Đức đã sa sút phong độ rất nhiều, giống như đa phần các đồng đội của mình. Nhiều người trong đó có Zinedine Zidane tin rằng đó là bởi các cầu thủ Real Madrid đã quá non nê danh hiệu trong những năm qua. Thuyền trưởng Zidane được cho đã cân nhắc thanh trừng Toni Kroos, Luka Modric, lẫn Isco sau khi tuyên bố loại bỏ Gareth Bale. Tuy nhiên bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ khi tiền vệ sinh năm 1990 đã chính thức ở lại cho đến năm 2023. Kroos ra mắt Real Madrid vào ngày 12 tháng 8 năm 2014 trong siêu cúp châu Âu với Sevilla. Kể từ danh hiệu đầu tiên với chiến thắng đó, sự nghiệp rực rỡ đã đến với ngôi sao sinh năm 1990. Anh đã chơi 233 trận chính thức và là người Đức thứ hai có nhiều trận đấu hơn trong câu lạc bộ. Kroos đã ghi được 13 bàn thắng và 46 kiến tạo cho đến nay. Ngôi sao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã lên tiếng tuyên bố đanh thép về tương lai của mình. Với sự vươn lên mạnh mẽ từ Kylian Mbappe cùng việc Neymar chuyển đến công viên các hoàng tử, Edinson Cavani được cho là mất chỗ đứng vốn có của mình và đang tìm đường rời nước Pháp. Nhiều cái tên đang được cho là có liên hệ với chân sút người Uruguay, trong đó có Chelsea, Man United và Atlético Madrid. Tuy nhiên mới đây, đích thân Cavani đã nói trên Kalan Plus rằng anh đang muốn gắn bó với PSG. Tôi muốn hoàn thành hợp đồng của mình với đội bóng. Tôi yêu PSG, yêu cuộc sống tại đây, vì thế tất nhiên tôi sẽ ở lại mùa tới. Đây rõ ràng là một thông tin không vui cho những đội bóng muốn có anh, đặc biệt là Chelsea, khi mà kỳ chuyển nhượng hè năm nay, nhiều khả năng họ sẽ phải chia tay cây săn bằng hàng đầu của mình là Eden Hazard. Ở một diễn biến khác, như đã biết, án cấm chuyển nhượng này vẫn đang là nỗi lo thực sự với The Blues. Tuy nhiên, mới đây tờ Talksport đã mang đến những niềm vui cho các cổ động viên của đội chủ sân Stamford Bridge khi khẳng định trong trường hợp đại diện thủ đô không thể tham gia kỳ chuyển nhượng hè năm nay, họ vẫn sẽ được tăng cường sức mạnh đội hình với sự trở lại của hai cái tên đang được đem cho mượn là Kurt Zouma cùng Tammy Abraham. Kylian Mbappe dường như không hài lòng với kế hoạch bành trướng thế lực của Neymar tại PSG. Tuy PSG không có được một mùa giải quá thành công như kỳ vọng, nhưng bản thân Kylian Mbappe cũng đã để lại những dấu ấn rất lớn trong lòng người hâm mộ với 38 bàn sau 42 trận trên tất cả các mặt trận. Đã có những thông tin về việc ngôi sao hay nhất mùa giải vừa qua của Ligue 1 đã có những động thái muốn rời PSG để tìm cho mình những thử thách mới. Tuy nhiên, theo phóng viên Roman Molina, tình yêu của Mbappe dành cho PSG vẫn còn rất lớn và vẫn muốn tiếp tục ở lại cống hiến cho đội bóng nước Pháp. Mặc dù vậy, Mbappe cũng đang có một vài điều bất mãn tại công viên các hoàng tử khi chứng kiến Neymar đang có dấu hiệu muốn bành trướng thế lực trong phòng thay đồ thông qua việc kiến nghị lãnh đạo PSG tăng cường mua các cầu thủ Brazil như Coutinho hay Firmino trong mùa hè này. Theo Molina, Mbappe đã làm rõ quan điểm của mình với lãnh đạo PSG về việc không muốn trông thấy quá nhiều ngôi sao người Brazil tại công viên các hoàng tử. Hiện trong đội hình của PSG, ngoài Neymar thì vẫn còn 3 ngôi sao khác người Brazil, đó là đội trưởng Thiago Silva, trung vệ Marquinhos và hậu vệ Dani Alves. Ban lãnh đạo Man City đang lên kế hoạch ký hợp đồng mới 5 năm với huấn luyện viên Pep Guardiola sau khi đội bóng này giành cú ăn 3 danh hiệu quốc nội. Mặc dù đã thua đau Tottenham ở tứ kết Champions League, nhưng Man City vẫn có một mùa giải hết sức thành công. Họ trở thành đội bóng đầu tiên của nước Anh thâu tóm cả 3 danh hiệu quốc nội trong một mùa giải, gồm Premier League, FA Cup và Carabao Cup. Sau 3 năm ở Etihad, huấn luyện viên Pep Guardiola đã biến Man City trở thành thế lực khủng khiếp nhất nước Anh với rất nhiều những chiến thắng hủy diệt. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng tự tin cho biết The Citizen sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa ở mùa giải tới. Chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt và thành công của Man City trong 3 năm qua, ban lãnh đạo đội bóng đã có kế hoạch trói chân huấn luyện viên Pep Guardiola. Theo The Sun, họ sẽ gửi lời đề nghị 100 triệu bảng cho một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với huấn luyện viên 48 tuổi.
Mặc dù hợp đồng cũ của Pep vẫn còn 2 năm, vừa ký năm ngoái, nhưng ban lãnh đạo Man City cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha xứng đáng được trọng thưởng với những cống hiến tận tâm kể từ khi tới Etihad. Đã có một số nguồn tin cho rằng Juventus đang liên hệ với Pep sau khi chia tay huấn luyện viên Marc Allegri. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Barca khẳng định ông đang hạnh phúc ở Manchester và không muốn đi đâu cả. Trong số các câu lạc bộ hàng đầu thế giới, Pep không phải là mẫu người thích nhảy việc. Trước khi tới Man City, ông đã có 4 năm dẫn dắt Barca và 3 năm ở Bayern Munich. Theo nguồn tin uy tín bậc nhất tại Đức thì có khả năng rất cao Leroy Sané sẽ sớm rời Man City để hồi hương khoác áo Bayern Munich. Từng là chúa cưng của huấn luyện viên Pep Guardiola như mùa giải qua, đặc biệt là ở lượt về, Leroy Sané lại bị ghẻ lạnh. Ngôi sao chạy cánh người Đức thường xuyên bị gạt khỏi đội hình xuất phát ở trận đấu quan trọng của Man City. Điển hình là chỉ đá 7 phút sau 2 trận tứ kết Champions League với Tottenham. Không chỉ xếp sau Raheem Sterling và Bernardo Silva trong thứ tự ưu tiên, cầu thủ 23 tuổi còn chẳng được trọng dụng bằng Riyad Mahrez. Thời gian ra sân suy giảm rõ rệt, khiến Sané chán nản và có ý định chia tay Man City. Việc gia hạn hợp đồng của anh với The Citizen còn thời hạn đến hết tháng 6/2021 cũng đã đình trệ suốt gần 1 năm qua. Dù huấn luyện viên Pep Guardiola cách đây không lâu từng khẳng định muốn giữ chân tuyển thủ người Đức, nhưng thực tế dường như lại không phải như vậy. Theo nguồn tin uy tín bậc nhất Đức Kicker, thì Pep muốn bán gấp Sané và còn sẵn sàng để anh ra đi với mức phí chuyển nhượng rẻ hơn so với giá trị thực tế. Kicker cũng quả quyết, Bayern là đội có khả năng giành được chữ ký của ngôi sao 23 tuổi cao nhất. Thậm chí tờ báo nước này còn khẳng định Sané có thể sớm trở thành cầu thủ của Bayern. Bayern sẽ che tay cả Arjen Robben và Frank Ribery, nên chỉ còn Sergei Gnabry cùng Kingsley Coman là hai sự lựa chọn khả dĩ nhất cho hai hàng lang cánh. Bổ sung ít nhất một ngôi sao chạy cánh chất lượng, vì thế là yêu cầu của hàng đầu của ban lãnh đạo hùng xám ở kỳ chuyển nhượng hè tới đây. Sané, cầu thủ người Đức hay nhất ở vị trí này, vì thế được đánh giá là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhà vô địch Bundesliga. Dù chủ tịch Uli Hoeneß từng tuyên bố Bayern sẽ không thực hiện thương vụ nào có giá quá 80 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng hè tới đây, nhưng nếu có cơ hội sở hữu Sané, ông cùng các cộng sự sẽ khó lòng bỏ qua. Đó là chưa kể, như Kicker đã đề cập, Pep sẵn sàng bán rẻ cầu thủ người Đức. Manchester City đang rất quyết tâm trèo kéo thương vụ đầy tiềm năng của Manchester United. Như đã tin, Matic de Ligt là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU và Barcelona. Tuy nhiên, thượng tầng quỷ đỏ chiếm ưu thế hơn hẳn bởi trung vệ trẻ của Ajax chưa liên hệ với bất kỳ đội bóng nào, cũng như bày tỏ mong muốn thử sức với đấu trường Premier League khốc liệt. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng rất cần một bản hợp đồng tiềm năng như de Ligt để sớm vực dậy đội bóng và ổn định hàng phòng ngự, nơi được xem là yếu nhất của quỷ đỏ thành Manchester vào lúc này. Mặc dù vậy, ý định thâu tóm đội trưởng câu lạc bộ Ajax của Man United không hề dễ dàng. Theo Daily Mail, Manchester City cũng muốn đưa Matic de Ligt về Etihad nhằm thay thế cho trung vệ đội trưởng Vincent Kompany vừa tuyên bố rời câu lạc bộ cuối mùa này. De Ligt được xem như sự thay thế hoàn hảo cho người tiền bối, với khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt bằng những pha đánh đầu ghi điểm, hai phòng ngự quyết đoán và không ngại va chạm. Với tiềm lực tài chính của câu lạc bộ, Man City tự tin có thể chi mức giá cao nhằm đánh bại MU và Barcelona trong thương vụ này. Matic de Ligt vẫn đang xem xét tương lai và chưa đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào. Tuy nhiên, giới truyền thông quốc tế nhận định sao trẻ người Hà Lan nhiều khả năng sẽ chọn ngoại hạng Anh là giải đấu tiếp theo để chinh phục. Manchester United đã tìm ra phương án thay thế Pogba nếu ngôi sao này rời nhà hát của những giấc mơ. Sau một mùa giải đáng thất vọng cùng MU, Pogba là cái tên bị đồn đoán rời Old Trafford lớn nhất. Real Madrid được xem đội bóng theo sát từng diễn biến chuyển nhượng của ngôi sao người Pháp. Bên cạnh đó, Juventus cũng mong chờ để đón cựu tiền vệ tài năng này về thành Turin. Với tham vọng cùng vị thế của Man United, Pogba có thể cân nhắc ở lại nước Anh để cùng đoàn quân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vượt qua khó khăn, hướng đến những thành công trong tương lai. Mặt khác, nếu Pogba ra đi, thượng tầng quỷ đỏ cũng đã có sự thay thế. Theo The Metro, Man United sẽ chi ra 45 triệu bảng để đưa Tanguy Ndombele về Old Trafford. Trong bối cảnh Pogba ra đi, tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Lyon được xem là Pogba mới, với tiềm năng phát triển vượt bậc cùng màn trình diễn tỏa sáng trong áo đội bóng nước Pháp. Ndombele còn là sự lựa chọn hợp lý cho mục tiêu phát triển đội bóng lâu dài bằng lực lượng trẻ của thuyền trưởng Solskjaer. Bên cạnh Man United, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur hay Manchester City cũng theo sát Tanguy Ndombele. Đây đều là những đội bóng sẵn sàng chủ động để có được sự phục vụ của tài năng trẻ người Pháp. Mức phí chuyển nhượng mà các câu lạc bộ phải trả để sở hữu Ndombele vào khoảng 45 triệu bảng theo định giá của Transfermarkt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhớ subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.